Bây giờ vàng ăn bãi vàng xa kia thôi. Vàng thì ăn hết chưa? Dưới 9 giờ kìa. Hết vàng. Hỏng rồi, hết vàng, hết vàng. Hình như vàng 9 giờ ăn hết rồi thì phải. Bây giờ tụ vào ra ăn vãi vàng bên nhà he thôi. Đấy, ăn vãi vàng này. Vàng này là vàng nhà mình đấy chứ. Có, chắc chắn là nóng rồi. Không. Và thậm chí là sang chém hết đổ nhà bên nhà he đi. Nhà mình cũng không còn cái gì cả, quan trọng là vàng cũng hết rồi. Ra đây ăn thôi. Đấy dần nhà nha. Bây giờ đánh về lâu về dài là hết vàng. He si quản vàng của Quýt. 42. Thèm xôi à. Xôi thì gọi thầu nhé. Đang buồn, thầu vừa chơi ma sói xong mà đã buồn cái gì. Hay là hôm nay thầu không bắt được con sói nào. Thôi 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 thôi. Ra ra ngoài. Kệ đây, tí mình lại vào đây chém sau. Tí đây lại vào đây chém. Ra chém đổ hết A đi. AC đánh về kiểu thế này AC có lợi hơn. Quýt hết sạch vàng luôn. Quýt thì vào đây quýt hết chém rồi, nhiều khả năng tỷ số sẽ là 1-2, 2-1, hết sạch chém rồi. Ồ. Tôi nghĩ quýt quay ra phay cung R thì hay hơn. Mất gần 10 con chém. Càng. Căng rồi, căng rồi. Đứt rồi. Làm gì đi Trang. Chú của em sắp đứt rồi đây này. Cố lên chú ơi. Chú hiệu rồi, Tham vẫn cần. Ô, Tham vẫn cần này. Tơn vừa rồi lại quay ra chém cung đỏ khéo tươi. Quýt quả đấy hơi chảy cối. Lại bắt đầu dình ra bắn vàng đấy. Ở đây, đấy, sang đây mà ăn. Hai bãi vàng nhìn ngon đẹp quá mà không dám ăn. Trận đấu là để đánh đến phút thứ 50 rồi Tham vẫn cân. Nhưng quýt hết vàng rồi. Ông Hiếu là ông cái gì. Mà sao rồi Trang? Đứt rồi phải không? Sao bảo bao 9 giờ bao nhiêu đá mà? 9 cái gì mà 9? 2 rưỡi. Thế 2 giờ em like rồi. Ở đây thức 2 giờ like. Vâng. Ok. Đánh đụng em Trang á. Em ơi, em có phải là lợn đâu. Trang bây giờ lại bảo đánh đụng Trang thế này. Em đụng thoải mái đừng có đánh là được. Thử lá ngọc cành vàng thế lại đi đánh đụng đi được. Rất cố gắng nhưng mà khoai khả năng vẫn đứt thôi, không bắn được vàng được. He chỉ đứng bắn với vàng hiểu quýt cũng khó rồi. Tỷ số sẽ là 1-2 trong xê đấu thứ tư. Quýt vẫn đang rất cố gắng. Bảo đụng được. Nói thế. Ba mươi.
Một trận đấu mà chắc đánh xong trận này mỏi mỏi tay phết đấy. Đánh xong trận này chắc là phải đi xoa tay tí đã. Đi bắt xa tí. Một tiếng trong game rồi. Tham. Ờ, C cuối. Hôm nay thì Trang sẽ có live đá bóng ai fan MU để xem trên fanpage của Trang Mina. Cái Mina tôi là gì tôi không hiểu cho lắm. Mina gì đấy em? À như vậy là Mina là một tướng trong cái liên quân. Mặc dù là không biết Trang biết chơi liên quân hay không. À thế à? Ừ ok. Phạm Phương Mai thôi. Không ăn thì đừng nói lời cay đắng. Nó chê thịt người ta nhạt rồi lại bây giờ là còn bảo cái ôm bóp nữa. Mai chê thịt nhạt. Bảo không thịt bằng người không bằng không không mặn bằng thịt của trường. Thịt trường mặn hơn, do trường uống nhiều rượu hơn. Ở đây, đấy, Trang lên ghim đi. Cho ghim cái gì ghim với Trang vào đấy. Có người đang bảo là he đang há khô hết mồm rồi. He là tay cung há mồm mọi người. Ai xem he đã biết thì biết rồi, he là tay cung há mồm. Tay cung há mồm he he. Tham quýt là 32. Ôi Tham, Tham heo chỉ tầm 37, 38 rồi cùng lắm 40 thôi. Bây giờ làm sao để ăn vàng để mà thi đấu bây giờ. Tham vẫn cần. Bây giờ ông heo còn, ông còn chốt cả heo bãi vàng không cho quýt ăn. Tụt 25 thì khó thôi. 25 thì hơi khê. Bởi vì bây giờ he biết là còn đúng bãi vàng này thôi. He cũng đi mở hết map rồi. Kiểu gì nó ra, nó lại ra nó bắn. Thằng mất dậy này. He cũng là thằng mất dậy. Tham thì cân nhưng mà không có vàng. Không vàng nữa để thấy. Anh Trang xuống bảo thằng he bơm nó ít vàng thi đấu đâu. Ờ, bảo là bơm cho chú quýt ít vàng. Nhà chú đang đói. Quấn rồi đấy, quấn rồi. Tầm này là quấn rồi đấy. Sang tận nhà he ăn vàng luôn cho nó mát. Em không thích câu đề nữa nhá. Rồi, sao nó dài này, không dùng linh rút gọn đi. Nhìn thấy chưa? Trang Minau cái gì đấy? Trang Minau. Sao? Không cóp được hả? Em nhắn tin cho anh xong anh gửi cho. Gõ một vào. 23. Khoai rồi. Vẫn là khoai rồi. Nó có cả tiền là... bãi vàng quýt ơi, bãi vàng 18. Giờ này quýt, giờ này he chắc phải tầm 40 rồi. À đâu, tầm 35 thôi, 30 thôi, 30. Vẫn đánh được. Giá như mà lúc tôi không thiêu đám chém thì tươi quá, chỗ đây mất vào hơn chục con chém. Đây nha, đây sẽ là pet và tí nữa Trang là clip đá bóng. Ồ thế em có bình luận không hay em phát thôi? Tên với mọi người trước có cả phát mà. Tên giao lưu trước
15 phút. Ờ. Giờ lên nói linh tinh chém bừa đi. Ờ. Hiểu rồi. Hai mươi lên cái he tham tầm 3 35 tầm 35 gì đấy. Tiếc nhất tôi tiếc lỗi tiếc gần chục con chém mà đâm mới chỗ bn kia thôi. Đó đấy, quay ra mà thí với cung cũng được, ít nhất phải ăn tầm được cung. Ôi dồi, nó phải he kìa, thằng này nó bị điên rồi, thằng he nó bị điên rồi. Ôi dồi, nó phải kinh thật, thằng he này, thằng này đúng là bị điên thật. Một tiếng 05 phút trong game. Tham lai tụt chừng chín. Buồn cười quá, trận điều này mấy bố này múa trận kinh thật. Không, ai muốn xem mặt Trang thì tí nữa. Bao nhiêu giờ, mấy giờ nhỉ? Mấy giờ lên clip? 2 giờ Trang lên clip nhá. Lúc đấy phun mặt luôn, phun từ mặt xuống chân luôn. Giò giết có đủ cả, anh em tha hồ mà xem. Có phải không em? Đấy, phun từ đầu đến chân. Bây giờ anh em xem mặt làm cái gì? Mặt thì có cái gì mà xem? Vào Facebook mà xem được mặt rồi. Đấy, giò giết tí nữa, tầm 2 giờ. Tuy là Trang là người yêu mình nhưng mình khá thoải mái, anh em xem thoải mái. Đừng có đánh đụng quá mạnh thì được. Sử dụng thì phải biết bảo quản. Tao đánh 11 và Quýt đã đang đánh. Một trận đánh rất chi cụ thấy Quýt. Nhưng mà khoai rồi. Bây giờ tôi cái quan trọng tôi sợ là sợ nó sẽ không cho Quýt ăn vàng thôi. Quýt là chỉ ra dân nhưng không ăn được vàng. Bởi vàng bên nhà he hết. Kiểu gì nó vứt mỗi chỗ còn cùng đờ. À, ai muốn được nhìn Trang thì à, đâu quên, ai muốn được ngắm Trang thì 2 giờ người nha, trên bếp Trang Mina sẽ phát đá bóng trận Chelsea MU. Quýt thì xem mãi rồi, PR cho Trang tí vậy. Và sau này Trang ấy bảo clip của Liên Quân thì phải. Các bạn, con Mina là cái con gì? Full HD không hề che nhá. Không hề che, từ đầu đến chân luôn. Thằng này 14. Rất chi trà cái cho Quýt, nhưng mà bây giờ liệu Quýt có dám dàn vàng hay không đây? Để xuống bỏ he nhá. Hay là bây giờ xin hòa nhỉ? Đánh lại. Ai chưa xin đấy? Thủ hòa đánh lại. Thì thằng này ra đớp tầm xúc cố tầm 10 vàng. Xong lại chạy đi. Rất chì là Quýt đã để đấy. Rồi chạy 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 xa vào. Đi thật xa rồi mà trở về. Ôi sao lại cháy cả ruộng thế này. Vơ một đạo làm ruộng đi. Đấy cái ruộng bên cạnh thế đấy. Tay giờ này nó bắt đầu nó bỏi rồi. Liệu có siêu phẩm không nhỉ? Cái đông he giờ không ăn ở đâu. Nghệ An nghỉ rồi. Nâu ăn nghỉ rồi. Đánh cho thằng he nó khô mồm tí nữa nó tự thua. Thằng này nó tay cung há mồm mà đánh cho mồm há không hốc ra. Càng Quýt là toàn dân quá, đúng hai con chém. Toàn dân. Tham 16 thì 14 con dân. He là chỉ đứng quanh cạnh mấy bãi vàng thôi, he không đi đâu cả. Tôi bắt đầu thấy khô mồm rồi đấy. Không biết thằng he nó đã sắp chết khát chưa. Tôi toàn cứ hỏng rồi, hỏng. Vừa là bảo vừa đi đánh xong dân, đánh nhau bằng dân thì nó dò ngay ra khoanh ruộng được. Đây này, anh Đức đây này.
Nguyễn Văn Đức đây này, Trang bảo sao anh Đức ship cho cái gì đến đây ăn uống đi. Vất vả quá, làm đêm thế này mà không thấy tẩm bổ cái gì. Quá thiếu sót rồi, he em xin rồi. He bắt đầu xin rồi người ạ, he xin rồi. Bây giờ bảo hòa có được không, đánh trận mới. Còn nếu không xin không thì thôi. Em xin. Ta me tầm 30 thôi. 30, 33 gì đấy, hơn chục tham một tí. He bắt đầu xin rồi. Em trận này đánh buồn cười quá. Đó hết cả ruột. Đấy, bắt lẻ với cung rồi đây. Ôi, không ổn. 2-1. Tí nữa thì được. Ờ, tôi đã bảo mẹ quay đấu rồi, ông chém mà kể cả vào đấy ăn được tầm 4-5 dân nữa, mẹ mất mẹ chủ con chém thiệt bao nhiêu, quay mẹ lại chém. Quay lại tôn ấy quay lại chém ít phải chém 10 con bung rò, đông chém mãi thôi. Dí vào tôn ấy quá. Tôn ấy trong nó có 5-6 con dân, mình ăn được hết dân vẫn lỗ. Thế mà thiền quân ở trong nó định sao cái quân nữa. Còn tỷ số 2-1.